Đức Phật dạy về hậu quả của việc trộm cắp và những câu chuyện minh họa từ kinh điển Phật giáo. Trong giáo lý của Đức Phật, trộm cắp được coi là một trong những hành vi tạo nghiệp nặng nề và gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nguyên tắc đạo đức cơ bản trong Phật giáo là không làm tổn hại đến người khác, cả về thân thể, tài sản và tinh thần. Do đó, việc trộm cắp không chỉ vi phạm nguyên tắc đạo đức này mà còn làm suy giảm sự hòa hợp trong xã hội, đồng thời gây ra đau khổ và khốn khổ cho người khác. Quan điểm của Đức Phật về việc trộm cắp. Trong giáo lý của Đức Phật, trộm cắp là một hành động được mô tả trong ngũ giới, bộ năm nguyên tắc đạo đức căn bản mà mỗi Phật tử cần tuân thủ để sống một cuộc đời trong sạch và có đạo đức. Ngũ giới bao gồm: 1. Không sát sinh. 2. Không trộm cắp. 3. Không tà dâm. 4. Không nói dối. 5. Không uống rượu và sử dụng chất kích thích. Trong đó, giới thứ hai, không trộm cắp, khuyên rằng mọi người không nên lấy những gì không thuộc về mình. Đức Phật dạy rằng, việc trộm cắp xuất phát từ lòng tham lam, một trong ba loại phiền não lớn, tam độc, của con người: tham, sân, si. Khi một người trộm cắp, họ không chỉ tạo ra khổ đau cho người bị mất mà còn tạo ra nghiệp xấu cho bản thân. Hậu quả của việc trộm cắp theo Phật giáo. Theo quan niệm nghiệp báo của Phật giáo, mọi hành động của con người đều để lại hậu quả, hay gọi là nghiệp. Trộm cắp, cũng như mọi hành động khác, tạo ra nghiệp xấu, và người thực hiện hành vi trộm cắp sẽ phải chịu những hậu quả tương ứng trong đời này hoặc kiếp sau. 1. Quả báo ở hiện tại, người thực hiện hành vi trộm cắp sẽ phải đối diện với những hệ quả trong cuộc sống hiện tại. Trước hết, họ có thể bị pháp luật trừng trị, bị bắt giữ, bị cầm tù hoặc bị mất đi danh dự, uy tín trong xã hội. Thậm chí, ngay cả khi hành vi trộm cắp không bị phát hiện, sự lo lắng, bất an và cảm giác tội lỗi sẽ luôn ám ảnh họ, làm suy giảm tinh thần và sức khỏe. 2. Quả báo ở tương lai. Trong các kinh điển Phật giáo, Đức Phật dạy rằng những người trộm cắp sẽ phải chịu quả báo trong những kiếp tương lai. Có thể họ sẽ tái sinh vào cảnh giới thấp hơn như cõi địa ngục, ngạ quỷ hay súc sinh. Nếu tái sinh làm người, họ sẽ phải sống trong cảnh nghèo khó, thiếu thốn và thường xuyên bị lừa dối, cướp bóc bởi người khác vì họ đã tạo ra nghiệp ác trong kiếp trước. 3. Gây tổn hại đến tâm linh. Việc trộm cắp không chỉ tạo ra nghiệp xấu về mặt vật chất mà còn gây tổn hại lớn đến sự phát triển tâm linh. Một người thường xuyên trộm cắp sẽ dễ rơi vào sự u mê, lầm lạc, bị tham sân si chi phối, khó lòng đạt được sự an lạc và giác ngộ. Trong quá trình tu tập, người này sẽ gặp nhiều chướng ngại và khó có thể tiến bộ trên con đường đạt đến Niết Bàn. Những câu chuyện Đức Phật kể về hậu quả của việc trộm cắp. Để minh họa cho hậu quả của việc trộm cắp, kinh điển Phật giáo ghi lại nhiều câu chuyện do chính Đức Phật kể, nhằm khuyên răn đệ tử và chúng sinh không phạm phải lỗi lầm này. Dưới đây là một số câu chuyện tiêu biểu. Câu chuyện người thợ săn và con chim bồ câu. Trong một tiền kiếp, Đức Phật từng là một vị hoàng tử. Một ngày, Ngài đang ngồi thiền dưới gốc cây thì một con chim bồ câu bay đến cầu cứu vì bị một người thợ săn đuổi theo. Hoàng tử liền che chở cho con chim và yêu cầu người thợ săn không giết hại nó. Người thợ săn đồng ý, nhưng với điều kiện hoàng tử phải đưa cho ông ta một lượng thịt tương đương với trọng lượng của con chim bồ câu. Hoàng tử không do dự, đồng ý cắt thịt của mình để cứu sống con chim. Dù đã cắt một lượng lớn thịt từ thân mình, hoàng tử nhận thấy rằng trái tim mình vẫn nhẹ hơn con chim. Cuối cùng, Ngài đặt cả bản thân lên bàn cân, tự nguyện hy sinh để bảo vệ sinh mạng của con chim. Cảm động trước lòng từ bi của hoàng tử, người thợ săn hối hận, từ bỏ hành vi săn bắn và trở thành đệ tử của hoàng tử. Câu chuyện này không chỉ minh chứng cho lòng từ bi và sự hy sinh của Đức Phật, mà còn gửi đi thông điệp rằng việc chiếm đoạt tài sản hay sinh mạng của người khác
dù nhỏ bé đến đâu, cũng tạo ra những hậu quả nặng nề. Người thợ săn, trước khi hối cải, đã sống trong tội lỗi và đau khổ vì hành vi săn bắn, lấy mạng sinh linh khác để kiếm lợi. Câu chuyện vị thương gia và kẻ trộm. Có một câu chuyện khác kể về một vị thương gia giàu có ở Ấn Độ thời Đức Phật. Ông ta rất giàu có, nhưng lòng tham không đáy. Một ngày, ông nghe tin có một kho báu bị chôn giấu trong khu vực lân cận. Mặc dù đã giàu có, nhưng ông thương gia vẫn muốn chiếm đoạt thêm của cải, nên đã lên kế hoạch để tìm và lấy cắp kho báu. Tuy nhiên, trong đêm ông ta đào kho báu, một nhóm kẻ trộm khác cũng đã nghe được tin và đến trước. Nhóm này không những lấy hết số vàng mà còn tấn công ông thương gia, khiến ông mất cả tính mạng. Khi tái sinh, ông thương gia phải chịu quả báo nặng nề, tái sinh vào cảnh nghèo khổ, không bao giờ có được của cải hay hạnh phúc như kiếp trước. Câu chuyện này nhắc nhở rằng, ngay cả những người giàu có, nếu không biết đủ, tiếp tục theo đuổi lòng tham bằng những hành vi bất chính, cũng sẽ phải chịu khổ đau và quả báo trong tương lai. Hành vi trộm cắp không chỉ gây hại cho người khác mà còn quay lại làm hại chính bản thân người thực hiện. Câu chuyện cô gái trộm xoài. Trong một câu chuyện khác, Đức Phật kể về một cô gái trẻ sống ở một làng nhỏ. Một ngày, cô vào vườn của người hàng xóm và trộm một quả xoài chín. Người hàng xóm phát hiện và đuổi bắt cô. Mặc dù cô gái thoát thân, nhưng sự lo lắng và tội lỗi cứ đeo đuổi cô. Cô luôn cảm thấy bất an, sợ bị phát hiện và chịu sự phán xét của làng xóm. Cảm giác tội lỗi đó không chỉ ám ảnh cô trong thời gian ngắn mà còn theo cô suốt cuộc đời, làm cô mất đi sự thanh thản và bình an trong tâm hồn. Cô không bao giờ dám đối mặt với người hàng xóm và luôn cảm thấy mình là người kém cỏi. Quả báo của hành vi trộm cắp đôi khi không đến ngay lập tức, nhưng nó ảnh hưởng đến tâm trí và cuộc sống của con người trong thời gian dài. Những câu chuyện và giáo lý của Đức Phật về hậu quả của việc trộm cắp đều nhấn mạnh rằng hành vi này không chỉ gây ra đau khổ cho người khác mà còn tạo nghiệp xấu cho chính bản thân người thực hiện. Hậu quả của việc trộm cắp có thể đến ngay trong cuộc sống hiện tại hoặc trong những kiếp sống tương lai, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi và sự tu sửa của mỗi người. Để tránh nghiệp báo xấu, Đức Phật khuyên mỗi người hãy tuân thủ giới luật, sống chân thật và biết đủ, không chiếm đoạt của cải hay quyền lợi của người khác. Chỉ khi giữ tâm trong sáng và không tham lam, con người mới có thể đạt được sự bình an trong tâm hồn và tiến bộ trên con đường tu tập.